Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn yêu thích video cho mình xin một like và một bình luận phía dưới nha. Giúp kênh nâng cao đề xuất và thông báo đến với mọi người. Nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tập 169 của bộ truyện mở đầu nữ đế ta làm chính cung. Sau khi tiêu thiên lên tiếng xin thêm làm cho chiến nhất tâm vô cùng kinh hoàng, hắn vốn dĩ muốn lợi dụng nhiên huyết tinh cùng tiêu thiên lấy mạng đổi mạng, đem tiêu thiên và trung dương minh giết chết. Trong lúc đó hắn tranh thủ chạy đi biết đâu có thể sống sót sau khi nhiên huyết tinh phát nổ sẽ tạo ra động tỉnh vô cùng đáng sợ, ánh lửa vươn tới trời cao. Khi đó lão đại và những người khác trên chiến hạm nhất định sẽ nhìn thấy, để cho những người đó biết rõ bọn hắn đến đây đã xảy ra tình huống gì, phải dùng đến thiên huyết tinh, không tiếc hy sinh tính mạng. Kế sách tuyệt vời của hắn lại lần nữa bị một hớp của tiêu thiên ăn mất, triệt để tan vỡ. Đặc biệt là khi tiêu thiên nuốt nhiên huyết tinh cùng với biểu hiện sau đó, càng làm cho chiến nhất tâm toàn thân như rơi vào hầm băng. Nguyên bản hắn suy đoán, Tiêu Thiên hẳn là ngộ đạo cảnh cấp 16. Nhưng tình huống hiện tại xem ra suy nghĩ của hắn được cười đến cực hạn. Đinh công mạnh, cấp 16 cái rắm tên gia hỏa trước mắt này, căn bản là quái vật cảnh. Con mẹ nó bọn trinh sát chiến trường thu thập tình báo, đều là cướp chó. Còn nói cái gì, thánh ma vực chỉ là trung vị giới vực thế giới, bên trong trung lưu thủy chuẩn. Lần hành động này cơ hội thành công cao đến chín thành. Các ngươi lại gọi giới vực thế giới chứa loại quái vật này chỉ là trung lưu các ngươi lại nói nơi tồn tại ra hỏa nghịch thiên này lại có chín thành cơ hội thành công hao phí vô số tài nguyên uổng công nuôi lớn các ngươi các người làm tình báo như vậy sao đều là một đám tạp chủng phế vật ăn rồi báo thân vương đại nhân ngày không có chuyện gì chứ cùng lúc đó trung dương minh đã bắt lấy những đội viên khác lăng không nhảy đến sau khi rơi xuống đất đem mấy tên đó ném như ném rác xuống mặt đất tiêu thiên khoát tay một cái không có chuyện gì đám người này rất khó đối phó hơn nữa cho người cảm giác mười phần đặc thù, dĩ nhiên là thể tu. Nói đến nơi này, Trung Dương Minh nhìn đến đội viên huyết văn tộc đã trọng thương đe dọa. Bên này, Chiến Nhất Tâm nhìn đến đội viên của mình đồng loạt bị bắt tới, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Xem ra mình, đã khó thoát khỏi cái chết rồi. Trung Dương Minh, từ khi bắt đầu đến hiện tại, ta phát hiện một ít chuyện rất nghiêm trọng. Tiêu Thiên biểu tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm Trung Dương Minh. Thân hình từng bành trướng từng bước khôi phục, cuối cùng khôi phục lại bộ dáng nho nhã. Trung Dương Minh nghe thấy Tiêu Thiên nói, liền khẩn trương, thân vương đại nhân, chuyện gì? Bên cạnh chiến nhất tâm cũng là mười phần khẩn trương. Hắn lo lắng, Tiêu Thiên đã phát hiện bọn hắn đến từ chiến hạm ở ngoài hư không. Nếu như vậy, lão đại và những người khác bọn họ sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Bị quái vật dạng này để mắt tới thì xác định. Đầu tiên, ngươi vừa rồi ra tay, trạng thái xuất hiện không đủ xoái khí. Tiêu Thiên biểu tình nghiêm nghị, chỉ đến Trung Dương Minh, tư thế nửa ngồi của ngươi là cái quỷ gì, Tư thế đúng là ngồi ở đó, một cái tay để lên trên chân, một cái tay khác chống đỡ hơi hơi nghiêng đầu, quan sát bọn hắn. Còn có cái tên Cự Linh Quyền, không có chút nào tàn khốc. Ngươi nên suy nghĩ một cái tên khác hay hơn, nói đến nơi này Tiêu Thiên bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía Chiến Nhất Tâm bên cạnh, các ngươi là chủng tộc gì? A, à, Chiến Nhất Tâm bên cạnh nghe Tiêu Thiên nói chuyện, đang trong trạng thái mơ hồ đờ đẫn, suy đón của hắn một lần nữa bị Tiêu Thiên làm sụp đổ, gia hỏa này không thể hiểu tiêu thiên một bạt tai quất tới lực đạo đã được tiêu thiên khống chế đánh chiến nhất tâm một cái hắn lập tức như một con quay xoay nhiều vòng ở tại chỗ ta tại đây nói chuyện ngươi vì sao không chuyên tâm nghe có phải hay không đang tính toán đến âm mưu quỷ kế gì tiêu thiên híp cặp mắt thể nội sắc khí thấp thoáng tràn ngập bị một bạt tai này đầu óc chóng váng chiến nhất tâm không tự chủ được mở miệng huyết huyết văn tộc tiêu thiên nghe thế liền lên tiếng một quyền này của ngươi sẽ gọi to vô thần dày đặc không trung nứt ra giết huyết văn chi quyền." Trung Dương Minh khóe miệng co giật, một lát sau mới chậm rãi gật đầu, đây chính là, tên rất hay. Còn nữa vừa rồi ngươi có một ít động tác cũng không đúng, kinh nghiệm chiến đấu vẫn là kém." Tiêu Thiên tiếp tục phê bình, ví dụ như sức mạnh lãng phí quá nhiều, xuất thủ ở phương diện khác không đủ mượt mà. Tiêu Thiên đem từng vấn đề chỉ ra, Trung Dương Minh cũng là tỉ mỉ lắng nghe. Ít nhất kinh nghiệm ở phương diện chiến đấu, Tiêu Thiên cực kỳ phong phú đặc biệt là có con đường tác chiến riêng ở một góc độ nào đó có thể nói là rất đặc thù tuy rằng những kỹ thuật này đối với tiêu thiên hiện tại không có tác dụng gì quá lớn nhưng trung dương minh được ích lợi không nhỏ bên cạnh chiến nhất tâm chỉ nghe thôi mà cả người bốc mồ hôi lạnh với tư cách là người tham dự vừa mới đánh một trận hắn vô cùng rõ ràng trung dương minh nếu mà dựa theo kỹ thuật mà tiêu thiên truyền thụ hắn và những người khác đến cơ hội đánh trả cũng không có thân vương đại nhân lần sau ta sẽ chú ý Trung Dương Minh hướng phía Tiêu Thiên không người đáp, biểu thị mình hiểu rõ. Còn cái gì lần sau, ngay bây giờ, Tiêu Thiên cao mày, chọn ngay không bằng gặp ngày, thời điểm hiện tại còn sớm, cũng không phải là không có cơ hội. Nói đến nơi này, Tiêu Thiên lấy ra đan dược thượng hạng, cho những tên huyết văn tộc đang trọng thương, đe dọa bọn hắn ăn vào, để bọn hắn thương thế khôi phục. Bọn người huyết văn tộc toàn bộ khôi phục hình thường ngơ ngác nhìn nhau. Được rồi, tiếp theo chúng ta đánh lại một lần. Tiêu Thiên tự mình quyết định sau đó, vỗ tay hướng phía những tên huyết văn tộc tỏ ý các ngươi cùng hắn đấu lại một lần nữa tiêu thiên nghiêm túc chỉ đến bọn huyết văn tộc nhớ chú ý đến kỹ thuật biểu diễn phải lộ ra thần thái kinh hoàng sợ hãi khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn nếu mà phối hợp tốt ta cho các ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới một cơ hội chuộc lại mạng sống đám người huyết văn tộc nghe mấy lời này liền không hiểu đứng ngay ngốc tại chỗ như gà công nghiệp tự hỏi đang xảy ra chuyện gì tiêu thiên nhìn thấy cảnh này liền nóng mắt các ngươi đây là biểu tình gì vì sao quả loa lấy lệ như vậy? cho dù các ngươi vô duyên vô cớ giết đến tận cửa, muốn mưu hại tính mạng của chúng ta, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. chỉ là phối hợp diễn trò, phụ một tay đánh một trận, đơn giản như vậy ngươi lại không chuyên tâm, không tỉ mỉ. ta xem người này là xấu đến tận xương tủy, hết có thuốc chữa. ta muốn lưu ngươi, nhưng trời cao cũng không lưu được ngươi. tiêu thiên vừa nói, phẫn nộ một trưởng đánh tới, tên đội viên huyết văn tộc trước mặt đang còn ngây người, liền trực tiếp sụp đổ vỡ nát. Trung Dương Minh lúc trước chém giết rất lâu mới có thể đánh cho bọn hắn trọng thương. Kết quả Tiêu Thiên chỉ là hơi hợt một trưởng đánh xuống, thậm chí ngay cả linh khí dao động đều không có, chỉ bằng lực lượng của thân thể trực tiếp nghiền ép. Ục ục, các tên huyết văn tộc khác không nhịn được nuốt nước miếng một cái, toàn thân bởi vì sợ hãi mà phát run. Đối mặt chiến lực khủng bố đến mức tận cùng của Tiêu Thiên, bọn hắn căn bản bay lên không nổi, nói gì đến tâm tư phản kháng. Dù sao, bản thân bọn hắn là tu luyện nhục thân nhất đạo, nhìn thấy Tiêu Thiên xuất thủ thì bọn chúng hiểu mình chẳng là gì. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.